Hiệp 1 trận đấu gia đình Việt Nam UE đã bắt đầu. Văn Toàn, chúng ta phải phát huy những pha phản công. Áp sát rất nhanh. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp, không kịp. Đó là một đường truyền chưa đủ lực. Người đã dâng cao bên phía cánh phải là Trọng Hoàng. Đối thủ đến từ vùng vịnh có phần nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng. Hùng Dũng và Tuấn Anh lúc này đã trở thành bộ đôi tiền vệ chưa ăn ý nhất trong mắt của Quang Sơ, cũng hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Hùng Dũng, những đường truyền dài dành cho Văn Toàn sẽ có nhiều khó khăn. Với Tiến Linh thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Là những người có kỹ thuật tốt, thi đấu thông minh, tuy nhiên họ có một điểm nói chung là thiếu tập trung. Trong cả trận đấu thế nào họ cũng có những lúc thiếu tập trung. Hơn 2 năm qua, và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường truyền là của Quang Hải. Abdurrahman, hoạt động bóng đá rất ý nghĩa với sự có mặt của nhiều tên tuổi bóng đá thế giới. Pha bóng người của Quang Hải, phạm lỗi. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy Quang Hải đi bóng một cách quyết liệt như vậy. Hải có vóc dáng nhỏ bé và sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối mặt với các cầu thủ cao lớn ở đấu trường quốc tế. Lối chơi của Hải là hiện đại, đơn giản. Pha giải nguy của Abdurrahman cũng đã đưa đội Hà Lan đến rất gần với chức vô địch. Đáng tiếc là người Hà Lan vẫn chưa thể có được ngôi vương. Đỗ Hùng Dũng, đây là Hùng Dũng. Abdurrahman, đường truyền của Quang Hải, không có lỗi. Văn Toàn, đường truyền là tập đất. Tuấn Anh không được, người đã bó vào là Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn rất nhanh và khéo. Trọng Hoàng, Quang Hải, Văn Toàn. Quang Hải, lại là Quang Người. Đường truyền của Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Quang Người, chẳng ngược. Rất đáng tiếc. Pha bóng thực sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn ông Bang Sơ biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi Yusuf Jame. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Và trận lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang cố gắng khoét vào những vị trí đó. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng, cơ hội. Tiến Linh, Tiến Linh, Văn Linh. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ, thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác, bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn toàn có thể ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Rất nhiều những tình huống trước đó chúng ta bám biển, nhưng pha bóng gần nhất, một pha bóng rất bất ngờ, đã có một đường xẻ bóng ở tầm thấp thẳng vào khu trung lộ. Đó là vị trí mà Tiến Linh đã sẵn sàng. Và phần nào đó chúng ta gợi lại tình huống mà Tiến Linh đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu gặp Indonesia. Không chỉ có vấn đề ở vị trí hậu vệ biên, ngay ở vị trí trung vệ cũng vậy. Sự trở lại của Walid Abbas cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ an toàn với đội bóng áo trắng. Ở độ tuổi 34, kinh nghiệm đương nhiên là rất dày dặn, nhưng cao thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với pha quay chậm vừa rồi thì
không phải là người phạm lỗi với Tiến Linh là Abbas. Chúng ta cùng chờ đợi một bàn thắng. Cơ hội rất rõ ràng. Quang Hải, bóng đập hàng rào, đá bồi. Phút thứ 40 của trận đấu và có thể chúng ta sẽ đá người rất nhiều thời gian. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Một cú sút xa bay rất ngơ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải, nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn, và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn màu lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này. Từ có thể nói nút thắt của trận đấu đã được cởi bỏ. Rất nhiều lợi thế đang thuộc về người Việt Nam. Sút một quả mạnh đầy quyết đoán trong vòng cấm. Pha phải báo vào quá đâu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách vào phòng ngự đội bạn. Một tình huống tổ chức ở góc trái có thể nói là cực kỳ đường nét. Chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường chuyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phòng. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. Đáng tiếc là cú chạm lòng của Tiến Linh lại không đủ chắc chắn để có thể tận dụng được thời cơ. Anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên nó bị chặn lại. Công Vượng, quá người. Tiếp tục đột phá. Lại là quá người. Vẫn còn. Không được. Rất tiếc cho cú chạm bóng cuối cùng của Công Vượng. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì hay nhất của Công Vượng. Công Vượng, Hùng Dũng đang ở phía trong, rất hay, vẫn là Công Vượng, đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Vượng, vẫn còn không bị cú sút, quả đóng người. Pha độc diễn của anh để ghi bàn vào lưới U19 Australia, lại là Công Vượng. Pha bật tường là của Đoàn Văn Hậu. Đường truyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Vượng. Không được. Công Vượng. Pha vượt. Hoàng Đức đang ở giữa. Tỷ số được đưa lên 2-0. Công Vượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Hoàng Đức.
Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng vẫn còn. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm, Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn.